chiêm ngưỡng văn phòng làm việc ngập tràn màu hồng của nữ tỷ phú USD 21 tuổi. Văn phòng nằm ở thành phố Los Angeles, Mỹ, là nơi ekip của ngôi sao truyền hình thực tế người Mỹ Kylie Jenner, tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới điều hành đế chế mỹ phẩm của cô. Nhiều người sẽ sửng sốt không tin nổi rằng đây chính là cơ quan đầu não nơi Kylie Jenner tiến hành hoạt động kinh doanh mỹ phẩm. Cô đã trở thành tỷ phú chủ yếu nhờ hoạt động kinh doanh mỹ phẩm rất thành công, nhưng với văn phòng khá nhỏ về quy mô cùng số lượng nhân viên khiêm tốn, nhiều người hẳn sẽ cảm thấy sửng sốt. Dù vậy, cần phải hiểu rằng Kylie hợp tác với các bên sản xuất và phân phối mỹ phẩm, họ giúp cô rất đắc lực trong hoạt động kinh doanh. Vì vậy, cô và các cộng sự của mình không cần hối hả với khối lượng công việc quá lớn. Để kiểm soát tất cả các nội dung công việc và hoạt động kinh doanh của mình, Kylie chỉ cần một số lượng nhân viên ít ỏi. Tông màu chủ đạo trong văn phòng làm việc của Kylie là màu hồng. Trên một mặt bàn có bày rất nhiều tờ tạp chí từng mời cô xuất hiện trên trang bìa. Dọc một bức tường có những món đồ trang điểm được lồng khung như thể những tác phẩm nghệ thuật. Đó là tất cả những sản phẩm từng được nhãn hiệu mỹ phẩm Kylie Cosmetics tung ra thị trường kể từ năm 2015. Chia sẻ trong đoạn clip, Kylie nói, hôm nay có buổi chụp hình tại văn phòng của tôi, từng chi tiết nhỏ trong văn phòng đều khiến tôi rất vui. Văn phòng của Kylie được thiết kế trang nhã và đẹp mắt, với tông màu hồng tươi tắn làm chủ đạo trên nền trắng và xám khá sang trọng. Các món đồ dùng văn phòng của nhân viên cũng được đặt hàng thực hiện với tông màu hồng xinh xắn. Mới đây, nữ doanh nhân trẻ tuổi cũng tiết lộ rằng cô đã cho thực hiện một phòng ngủ cho cô con gái Tommy Wetter của mình tại văn phòng để thuận tiện cho những ngày cô đi làm và mang con theo. Tommy xuất hiện trong rất nhiều cuộc gặp của tôi tại văn phòng, Kylie cho hay. Gia đình Kardashian-Jenner rất nổi tiếng trong giới showbiz Mỹ, họ bắt đầu được biết đến từ show truyền hình thực tế xoay quanh đời sống gia đình họ, sau đó, các thành viên bắt đầu mở rộng hoạt động của riêng mình ra các lĩnh vực. Như Kylie Jenner, tận dụng danh tiếng đã có của bản thân và gia đình, cô phát triển hoạt động kinh doanh mỹ phẩm và dùng chính trang mạng xã hội của mình làm kênh quảng cáo đắc lực, giúp cô kinh doanh rất thành công và trở thành tỷ phú dù mới chỉ bắt đầu bước chân vào lĩnh vực kinh doanh mỹ phẩm. Bích Ngọc. Theo Hello Magazine, bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh để nhận được nhiều thông tin mới nhất.